Hôm nay không biết là có nên đi ra ngoài thăm cô ấy không nhỉ? Chán quá. Không biết cô ấy có hiểu tình cảm của mình không nhỉ? Chỉ sợ cô ấy nghĩ đến người khác thôi. Không biết là có nên đi không nhỉ? Cho cả anh Long đi thăm cô ấy mất hôm nay. Con gà giấu hết đi về. Mới sang dạy gà giấu hết rồi. Chán mình sao ấy. Tí riêng thì bán mới được, làm phần làm giống cho người ta trồng, một phần để cho người ta lấy đi nấu ăn hay làm men rượu. Mấy búi này chắc là đủ. Rồi, hai cái mùng này đẹp này. Lấy đi xào thịt chắc ngon lắm này. Đi bán chắc khách thích đấy. Năm mà chắc thế chạy mãi không được, mày có được bụi bé bé này.
triệu à. Gà kỷ niệm cho cô ấy để làm giống vậy. Thank you.
còn nhau rồi nhỉ. Được chưa?
Chưa, không biết mình làm thế có quá đáng lắm không, giúp mình bao nhiêu. Ở mà mình quay lại với anh ta rồi còn vợ anh ta thì sao nhỉ? Đau đầu quá đi. Ôi giời, còn gà với qué nữa chứ. Rồi cái gì đây, giềng mình có ăn đến đâu mà mang đến làm gì không biết. Đây để mẹ mang đi nào, chỗ thì không có chỗ thả, không có chỗ nhốt. Đây thả ra thì lại bới vườn rau. Đây để tạm đây vậy, mai làm vậy. Con ở đây chơi với nó nha, mẹ lấy gạo ra cho nó ăn nha. Con gà này, con gà này. Ui, nhìn nó yêu chưa này, bấm cho nó ăn không, bấm cho con gà ăn không. Oh.
được nè. Đi bới sâu nè. Đi bới tìm sâu ăn nha. Nhà đợi mẹ nha.
được cái dàn mướp này chưa? Cái mía còn không mọc được. Mm-hmm.